một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Bắt đầu một ngày mới với nhịp sống nhẹ nhàng, bình dị. Những người dân nơi đây lại tiếp tục với những công việc thường nhật. Từ trên cao, chúng ta có thể ngắm không gian hùng vĩ, ôm trọn núi rừng trong tầm mắt. Địa thế ở vùng núi cao nên hoạt động canh tác với bà con cũng là trải nghiệm khá thú vị trong chuyến hành trình.